huyện Lạc Dương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024 với chủ đề Các dân tộc huyện Lạc Dương đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững. Đến dự có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Lạc Dương và 150 đại biểu đại diện cho gần 22.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương. Trong không khí tưng bừng đoàn kết đổi mới phát triển, Đại hội ghi nhận những thành tích kết quả mà cấp ủy chính quyền, cộng đồng các dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương đạt được trong thời gian qua, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, dịch vụ thương mại, nhất là nông nghiệp, du lịch phát triển tương đối cao. Đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện Lạc Dương đạt 56 triệu đồng, tăng 18,6 triệu đồng so với năm 2019. Thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt 342 triệu đồng một hectare. Toàn huyện có 60 sản phẩm ô cốt, trong đó có 16 sản phẩm 4 sao công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đã kết quả tích cực. Dịp màu các xã, vùng dân tộc và miền núi của huyện có nhiều thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 3,9%. Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. An ninh trật tự xã hội ổn định. Phát biểu tại đại hội, ông Phạm S. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận đánh giá cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mặc dù là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm khá cao, gần 67%, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ông phạm s đề nghị huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết tính chủ động của đồng bào trong phát triển kinh tế bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch quan tâm quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số người có uy tín trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Đại hội đã thông qua quyết tâm thư đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ tư giai đoạn 2024-2029 và thống nhất đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư gồm 12 đại biểu. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân. Ban dân tộc tỉnh khen thưởng ba cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương khen thưởng cho 18 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.